2 tháng 8 âm lịch thì với nghệ sĩ, dù ở bất cứ ngành nghề nào liên quan đến sân khấu, điện ảnh và có khán giả đều hân hoan chào đón ngày giỗ tổ nghiệp. Mặc dù có rất nhiều truyền thuyết khác nhau, nhưng mọi người đều tin rằng tổ của ngành sân khấu gồm 3 vị được gọi là Tam vị Thánh Tổ. Tiên sư là vị khai sáng ra nghề, tổ sư là người lưu truyền nghề và thánh sư là vị soạn giả, vị có tài văn chương. Ở Việt Nam, vì có rất nhiều anh chị em trong ngành sân khấu nên giỗ tổ được tổ chức rất thiêng liêng và tôn kính. Có rất nhiều sân khấu kịch và cải lương ở Sài Gòn đã làm lễ rất lớn để các anh chị em ở trong nghề có cơ hội dâng lễ vật, thắp hương tôn kính tri ân những gì mà tổ nghiệp đã ưu ái ban cho mình trong suốt những năm tháng làm nghề. Và phải kể đến, có một nhà thờ tổ mới xây dựng gần đây của nghệ sĩ Hoài Linh được rất nhiều các anh chị em nghệ sĩ, từ kịch sĩ, nghệ sĩ cải lương, diễn viên điện ảnh, ca sĩ, người mẫu đến cung kính và đảnh lễ rất đông, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm và rất tâm linh. Còn anh em nghệ sĩ ở hải ngoại thì sao? Không vì anh chị em sinh hoạt trong giới nghệ sĩ quá ít mà chúng tôi bỏ quên ngày giỗ tổ thiêng liêng này. Được biết ở Nam Cali, số nghệ sĩ Việt Nam tương đối nhiều hơn là ở Bắc Cali. Mọi người đã tổ chức ngày giỗ tổ như khẳng định đó là một ngày truyền thống ý nghĩa của giới sân khấu mà chúng tôi, những nghệ sĩ ăn chén cơm của tổ nghiệp, luôn luôn phải ghi nhớ. Thật may mắn và hạnh phúc biết bao khi lần đầu tiên Netviet TV có được ngày giỗ tổ mà chúng tôi đã hằng mong ước. MC Dương Viên Thanh Tùng là người khởi xướng và tiên phong lập bàn thờ tổ ý nghĩa này. Chúng tôi, từ ban giám đốc đến anh chị em Dương Ngôn Viên và cộng tác viên của đài Netviet, đã có mặt đầy đủ, háo hức đến tột cùng khi được Thanh Tùng truyền niềm tin tốt đẹp đến với tổ nghiệp. Tất cả mọi người có mặt vào đúng ngày giỗ tổ 12 tháng 8 âm lịch, dâng hương qua lễ vật, cầu mong tổ nghiệp luôn phù hộ cho mình, cầu xin cái duyên khi đứng đọc tin làm talk show, và cầu xin ơn tổ để khán giả luôn quan tâm yêu thương mình, kể cả xin thật thật nhiều sức khỏe để có thể gắn bó lâu dài với Netviet TV. Và đây là cảm xúc của từng thành viên tự hiểu tự nhớ mà biểu đạt lòng tôn kính. Thanh Tùng kính chào quý khán giả của Netviet TV. Hôm nay là đúng 12 tháng 8 âm lịch, là ngày mà anh chị em nghệ sĩ được gọi là ngày Tết đó quý vị. Đây là ngày giỗ tổ sân khấu. Ngày xưa thì mình còn hay nghe những người lớn họ bảo rằng là đây là lễ giỗ tổ của ngành hát bội hoặc là giỗ tổ của ngành cải lương. Nhưng càng về sau này thì anh chị em nghệ sĩ, mà nhất là nghệ sĩ trẻ đó, họ hiểu được là mình không chỉ gói gọn ở cải lương hay hát bội, mà sân khấu nó sẽ dành chung cho tất cả các ngành nghề, từ diễn viên điện ảnh cho tới ca sĩ tân nhạc, cho tới các nghệ sĩ vũ, nghệ sĩ múa, và mình mở rộng ra cho tất cả những ai sống bằng nghề sân khấu. Đó mới hình thành nên một ý nghĩa lớn lao hơn, mở rộng hơn cho ngày giỗ tổ sân khấu, ngày của tất cả mọi người sống bằng nghề sân khấu. Ngày hôm nay, nhưng mà thấy chương trình được tổ chức ngay tại đài Netviet TV, và quý vị sẽ thấy mở rộng ra hơn nữa, không chỉ anh chị em nghệ sĩ đứng trên sân khấu, mà cả các xướng ngôn viên ngồi trước ống kính truyền hình, mang tin tức, mang phóng sự, mang talk show đến cho khán giả, cho bà con mình qua màn ảnh truyền hình. Đó cũng là những nghệ sĩ. Nhưng thay vì họ đứng họ trình diễn, thì là những nghệ sĩ họ thưa chuyện với khán giả bằng sự sáng tạo của họ, bằng cái duyên của họ qua màn hình. Tuy nhiên, mọi năm thì Thanh Tùng có cơ hội được cúng tổ chung với anh chị em nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nhưng năm nay, năm đầu tiên vì tình hình đại dịch, nên Thanh Tùng quyết định là sẽ tham dự lễ cúng tổ với đại gia đình của Netviet TV cùng với anh chị em thân hữu. Chúng tôi bắt đầu cho chương trình lễ cúng tổ ngày hôm nay bằng việc chia sẻ với quý vị một số những phần trình bày, những tâm tình của những anh chị em có thể đây là lần đầu tiên họ đến với đài Netviet TV, và cũng có cả các bạn lần đầu tiên tham gia lễ cúng tổ. Chúng tôi muốn mời quý vị nghe
phần tâm tình của từng thành viên một, từ đã gia đình nét Việt cho tới các thân hữu nha. Rồi, xin mời quý vị. Lần đầu tiên mà Đài Nét Việt tổ chức một cái lễ dỗ tổ nghiệp, Ngân Hà thấy rất là trang trọng. Cũng cảm ơn Thanh Tùng rất rất nhiều, là vì Ngân Hà qua đây 10 năm rồi mà lần đầu tiên Ngân Hà mới được đứng trước bàn thờ tổ để mà lễ và giống như là tri ân tổ nghiệp đã cho mình được một cái giọng nói để mà mình có thể đứng trước màn hình đọc tin tức hoặc là talk show. Thật là cảm động và xúc động rất là nhiều luôn, và cũng cảm thấy rất là ăn năn, rất là hối tiếc, là tại vì tại sao 10 năm rồi mà mình không có được một cái lễ để mà mình có thể giống như là mình tri ân tổ nghiệp đã dành cho mình, rất ưu ái cho mình để mình có thể tiếp tục cái nghề này. Thấy rất là nuối tiếc, nhưng ngày hôm nay sẽ là một cái nét đẹp truyền thống văn hóa mà Ngân Hà nghĩ là sẽ lưu truyền từ hôm nay cho đến mãi mãi của Đài Nét Việt TV, để tất cả các sứ hùng viên cũng như là anh chị em cộng tác viên có được cái cơ hội để mà mình đến với thủ nghiệp. Cũng cảm ơn rất nhiều một lần nữa Thanh Tùng đã khởi xướng cũng như là tiên phong để mà ngày hôm nay mình có cái bàn thờ tổ nghiệp ngay tại Đài Nét Việt. Đó là niềm sung sướng, hạnh phúc. Cảm ơn rất nhiều tất cả mọi người đã đến để mà tham dự cái lễ tổ nghiệp, mà chắc chắn là chỉ có những người nghệ sĩ thôi, nhưng mà bây giờ là luôn cả những người làm truyền thông, nó sẽ là một cái nét đẹp cho những người làm truyền thông tại hải ngoại. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trước tiên chị cảm ơn Thanh Tùng, cảm ơn Đài Nét Việt TV. Thật ra là mặc dù chị không còn đi hát hơn 40 năm rồi, nhưng mà chị vẫn cúng tổ tại nhà. Năm nay là năm đầu tiên mà Thanh Tùng tổ chức như vậy, chị rất là vui mừng mà xúc động với mấy em. Theo như lời Thanh Tùng hồi nãy nói, đúng ra là tổ nghiệp lúc nào ai mà có xuất hiện trên khán giả trước mặt công chúng đều là con của tổ. Ví dụ như các em bây giờ là sứ ngôn viên, mặc dầu không phải ra ca hát như mấy chị, nhưng mà cũng nói cũng dắt vậy. Nếu mà mình không có nghĩ tới tổ nghiệp, không nhân giá tổ nghiệp, bây giờ các ngành nghề nào cũng có thờ tổ hết. Ra năm nay chị được có mặt với em ở đây, chị rất là vui mừng, rất là hạnh phúc. Cũng cảm ơn Tùng rủ rê chị. Đúng ra nếu Thanh Tùng không có đi xuống Nam Cali thì chị với Thanh Tùng cũng cúng ở nhà. Mấy chị em họp lại cúng nhớ tổ. Là những cái luật lệ mà về tổ đó thì chị cũng trải qua là từ nhỏ tới lớn. Gia đình chị năm nay vô làm đời thứ 6, thứ 7 rồi. Mấy cháu giờ nó cũng theo nghề. Thành thử ra đến với cái ngày này là chị luôn nhớ trong tâm. Mà theo cái ngành cải lương mà hậu quản của chị đó, hát bội đó, chị cúng tới 3 ngày rồi. Ngày 11, 12, 13. Cái ngày 11 là cúng chay, ngày 12 cúng mặn, 13 cúng mặn, là ngày cuối đó, 13 đó là cúng gà đó. Và bây giờ mình gom lại, ngày 12 cũng tốt để mình nhớ tổ. Chị cũng chị nói rất là dở, mà bây giờ thôi nha. Lần này là chị cũng cảm ơn hoài. Chị mong là em cảm ơn chị mới đúng nè. Đó bây giờ em thấy chị nói vậy em tức quá, chính chưa thấy phóng lên. Đây, với những khán giả mà yêu cải lương Hồ Quảng thì không xa lạ. Thì cho Thanh Tùng được giới thiệu với quý vị, đây là nghệ sĩ Bạch Liên. Nhìn bà vậy đó nha, bà ra sân khấu bà đóng toàn giả trai không đó. Không có yểu điệu phục nữ quý vị ra, em nhớ đó không? Kép mà đóng vai kép không đó quý vị, giả trai, những cái vai giả trai của chị đó, vai gì chị nhớ không? Lần đầu tiên, chị không biết sao cậu chị là Minh Tơ đó. Nhìn chị sao biết, cái vai đầu tiên của chị đó, chị nói thiệt, vai đầu tiên chị là vai Hề đó. Là cái giám đó, đi theo Hằng Phụng là cái tuồng mà Điều Tâm Sơn Báo của cụ. Rồi cái vai thứ nhì của chị đó là vai Tiết Luân. Vai thứ ba của chị là vai Tiết Giao Độc Ngọc, là chị đóng với Bạch Lê. Vai Tiết Luân thì cũng đóng với Bạch Lê. Rồi vai cuối cùng chị là vai Nữ Bố.
mà đúng ra chỉ còn một vai nữa mà chị chưa có cơ hội là Cầu Đức. Còn ba Minh Tơ chị đã nói chấm nói rồi, liên lấy tuồng Cầu Đức học. Chị nói thật đó là chị sợ lắm, là tại vì Cầu Đức là phải có râu. Dạ, phải có râu, mà lúc đó là chị chưa có học cái cách mà vuốt râu sao sao hết. Chị biết là vỏ là làm kép thôi. Thì sau đó đó, thì sau đó là năm 1968 là xảy ra cái vụ mà Tết Mậu Thân đó. Rồi loạn, rồi chị cũng, cậu chị mới trô trô ba là chị không có đóng vai Cầu Đức. Chứ đúng ra là chị bắt đầu chị hồi hộp rồi phải ra. Chính vì vậy mà mới giả từ nghề rồi đi làm nhân viên đúng ở trong vậy, tòa, đúng vậy, sau tòa đô chính của Sài Gòn. Mà quý vị biết rằng là chị Bạch Liên chỉ kể đó là ở trong ngành hồ quản của mình là tụi mình học từ hát bội. Mà hát bội tính ước lệ rất là nhiều phải không chị? Dạ. Nội cái vút râu, có gì thấy không có đơn giản, cái râu nó dài không phải vút râu, ai muốn vút làm sao cũng được. Nịnh, họ sẽ vút râu khác. Dạ. Quan trung, họ vút râu khác. Dạ. Sợ vợ, vút râu khác. Em thấy mỗi một nhân vật là một cách. Làm sao vậy anh Hoàng? Anh vút làm sao? Là là chồng cho Bạch Liên. Thì là cho Thanh Tùng được giới thiệu với chị, nghệ sĩ Bạch Liên á, là một trong số những nghệ sĩ trong đại gia đình mà làm nghệ thuật từ 6 đời. Dạ. Từ Bầu Thắng Minh Tơ. Dạ. Cho tới thân phụ mẫu của nghệ sĩ Bạch Liên á, là nghệ sĩ Thành Tu, nghệ sĩ lão thành của ngành hát bội và hồ quản. Còn thân mẫu của chị, thân phụ cho Bạch Liên là nghệ sĩ Thành Tôn, thân mẫu của chị là nghệ sĩ Quỳnh Mai. Yeah. Nghệ sĩ nổi tiếng cũng của hát bội chứ hồ quản luôn. Yeah. Và đây là một gia đình trong số nhiều gia đình sống với nghề sân khấu 5 đời cho tới bây giờ là 6 đời. Bầu Thắng Minh Tơ cho tới Thanh Tòng. Thanh Tòng. Rồi, yeah. Trong gia đình Thanh Tòng thì quý vị biết Thanh Tòng, Xuân Yến, Thanh Loan. Yeah. Rồi ở đây mình có Bạch Lê, mình có Bạch Liên, rồi có nghệ sĩ Bạch Long. Sau này đó thì mình có Bạch Long, mình có Thành Lộc. Yeah. Rồi sau thế hệ Bạch Long, Thành Lộc là bây giờ là những nghệ sĩ mà làm đạo chánh trên các sân khấu cải lương của Việt Nam mình hiện nay. Đó là Trinh Trinh, đó là Quế Trân, đó là Tú Sương. Yeah. Bây giờ con của Tú Sương, hai bé. Yeah. Bây giờ Tú Quyền cũng đã đi hát. Đây là một đại gia đình có nhiều cống hiến cho sân khấu Việt Nam. Nếu tính về gia tộc thì Việt Nam mình có nhiều gia tộc cải lương. Dạ. Gia tộc bên Bầu Thắng Minh Tơ là một, rồi gia tộc của bên Quỳnh Long là hai. Dạ. Gia tộc của bên bà Bầu Thơ, nghệ sĩ Thanh Nga, Thanh Minh Thanh Nga là ba. Đó là những gia tộc sống bằng nghề sân khấu cho tới ngày hôm nay. Thì may mắn quá Thanh Tùng bắt cóc được chị là người chỉ dạy cho Thanh Tùng những cái nghi lễ trong những buổi mà đặc biệt là lễ giỗ tổ ngày hôm nay. Bây giờ như vậy là để không có mất thời gian, chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần cúng tổ. Các mỗi một nghệ sĩ, mỗi một anh chị em sẽ dâng hương. Thì sau khi mình dâng hương xong, trong lúc mà mình chờ nhang dâng lên tổ đó, chúng ta mình tiếp tục trở lại với phần mà các anh chị em sẽ mở người tâm sự chút xíu nha. Rồi bây giờ thì làm đúng theo thể lệ, những ai mà có nhiều tuổi nghề trên sân khấu nhất, người đó sẽ là người đại diện cho anh chị em nghệ sĩ dân hương đầu tiên. Thì tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay chắc là vẫn phải nhờ chị Bạch Liên vậy nha. Chị bắt đầu làm lễ dân hương rồi, rồi chị dặn anh chị em nghệ sĩ cách dân hương làm sao, mình lạy bao nhiêu lạy rồi chị ha. Tùng Tùng, chị Bạch Liên chỉ cảm ơn mình không là cảm ơn em, cảm ơn Đài Nét Việt, nhưng mà phải là tụi mình cảm ơn chị mới đúng. Tại vì chị mới là tiền bối. Chị đến đây và tụi em sẽ ngày hôm nay tụi em được học hỏi rất là nhiều nơi chị, để mà chị có thể dạy tụi em là mình phải lạy bao nhiêu lạy và mình phải khấn như thế nào để mà tổ nghiệp có thể chứng giám cho mình. Dạ, yeah. Sẵn đây chị xin phép sẵn đây chị nói là mình lại tổ không phải tam vị thánh tổ, mình lại ba lại đâu. Dạ. Yeah. Mình phải lại 12 lại. Uh-huh. Tại vì thập nhị công nghệ. Tại vì có 12 vị tổ lận. Nếu mà đếm ra là thập nhị công nghệ là mình phải lại 12 lại. Tức là 12 ngành nghề. 12 ngành nghề. Những cái ngành nghề mà hỗ trợ cho sân khấu đó. 12 ngành nghề đó gồm có ngành dệt, ngành may, ngành nhuộm, rồi ngành mộc, kim khí. Ngành vũ, nhiều là 12 nhiều lắm. Trong cái nhiều công nghệ. Nếu mà tính ra đó là nhiều lắm đó, trong cái ngành nghề mà cải lương đó, hỗ trợ cho sân khấu. Thì mấy em khi chị mà đào kép gì cũng 12 là hết trơn. Dạ, đào kép phải 12 hết. Là
Thì mấy em khấn thì nên khấn là tiên sư, tổ sư, thánh sư, tam giáo, đạo sư. Nhớ cho đó, là con tên gì, tuổi gì vậy đó, hậu độ cho con sao sao đó. Dạ, dạ. Trong cái mấy cái ngày này mình. Là nhưng mà mình, cho nhà chị em mình là làm nghề sân khấu là 12 loại. Còn riêng các anh chị mà làm ở bên ngành truyền thông mà nhất là bên TV đó thì em nghĩ phải 13 loại. Tại có lại cái loại thứ 13 thì có lại dành cho tổ nghiệp của ngành quay phim. Không có mấy ông quay phim nha chị, là cái mặt xấu quá hả? Đẹp hay không lên sân khấu nhận ông quay phim. Vậy là bé tô nhớ 13 nha bé tô. Tất cả mình tới 13 thôi, rồi bắt đầu nha, bắt đầu lại nha. Rồi bây giờ mời chị Bạch Liên nha. Chị Đức nha. Chị xin phép nha. Tại đài nước Việt và có thể nói rằng như là chị Bạch Liên đã nói đó, 12 người tổ của cái ngành nghề, cho nên mỗi một người làm những cái thuật sân khấu thì 12 lại. Nhưng thưa quý vị, như Thanh Tùng đã nói, chỉ những thế kỷ 20 này đó mới có hệ thống truyền hình,
mới có được cái đề quay phim. Thì chỉ được mà nói đó cũng là một cái ngành nghề, nghệ thuật, vì phải lấy hình ảnh đẹp, tiếng nói phải đẹp, vân vân. Thì thưa quý vị, có lẽ đây là lần đầu tiên mà có thể là lịch sử của người Việt ở hải ngoại khi một đài truyền hình làm cái lễ giỗ tổ. Thì chúng tôi với tư cách là một phóng viên, một người làm nhà báo, bản thân Nghi Lữ rất là xúc động khi thấy được rằng cái văn hóa của người Việt chúng ta được lưu giữ, và đặc biệt rằng ước gì tất cả những đài phát thanh, những đài truyền hình lại cũng nghĩ tới ngày giỗ tổ này, và cái ngành truyền thông báo chí sẽ cùng với những anh em nghệ sĩ hoặc từng là nghệ sĩ có chung một cái buổi giỗ. Vâng, đó là những cái cảm xúc của Nghi Lữ. Dạ, từ ngày như rời khỏi đất nước quê hương của mình qua xứ người nơi đất Mỹ này, lần đầu tiên như rất là hạnh phúc và xúc động khi được dự cúng cái lễ giỗ tổ ngành nghề. Dù như không phải là chuyên nghiệp, nhưng cái ca hát của Như đó thì cũng đóng góp cho cộng đồng, thì coi giống như là chuyên nghiệp rồi. Thành ra Như không biết nói gì hơn là quá xúc động khi được lần đầu tiên mà dự cái lễ giỗ tổ, thấy quá hạnh phúc tràn đầy. Dạ xin hết. Thank you.
Và buổi lễ cũng đã hoàn tất, dưới rất nhiều cảm xúc, chúng tôi bàng hoàng nuối tiếc là tại sao chúng tôi không nghĩ ra sớm hơn để có được ngày giỗ tổ thiêng liêng và đầy ý nghĩa cho đài Nét Việt. Ngoài yếu tố tâm linh, đó còn là sự biểu hiện lòng tôn trọng khán giả của tất cả nhân viên đài Nét Việt chúng tôi. Và lời nói cuối cùng cho chúng tôi cảm ơn và cảm ơn rất nhiều đến Thanh Tùng, người đã mang một làn gió mới đến đài Nét Việt, và chúng tôi hứa sẽ lưu truyền mãi mãi như là một nét đẹp văn hóa truyền thống và đầy ý nghĩa của những người làm truyền thông nơi hải ngoại.